sáng ngày 18 tháng 10 năm 2020, 169 thí sinh cùng 11 tỉnh thành đoàn tham dự vòng sơ khảo hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 26 năm 2020 khu vực miền Bắc diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Năm 2020, hội thi tin học trẻ toàn quốc đã có nhiều đổi mới nhằm tăng tính hấp dẫn, nâng cao chất lượng hội thi. Vòng sơ khảo quốc gia được tổ chức tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam đã tạo thuận lợi cho các thí sinh trong việc di chuyển tới các địa điểm thi, đồng thời tăng tính cạnh tranh của cuộc thi. Ngoài ra, ban tổ chức hội thi đã tổ chức vòng sơ khảo dành cho các thí sinh tự do, mở rộng thêm cơ hội cho các thí sinh tại các tỉnh không tổ chức hội thi hoặc những thí sinh vì các lý do khác nhau không thể tham dự kỳ thi cấp tỉnh. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thường trực tổ chức hội thi. Đây là cuộc tranh tài cấp quốc gia hấp dẫn và lâu năm nhất trong lĩnh vực tin học dành cho học sinh Việt Nam. Hội thi đã góp phần thiết thực vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho đất nước.